Cái tôi vừa tóm nó để là quý vị trả bài trong đó, cái bài của tôi giảng đó, để quý vị nhận coi như thế nào là tư tưởng quý độ, khi nào là bát nhã của tịnh độ, để quý vị thấy mấy người xưa người ta cũng đã đừng thao thức, đã đừng trăn trở với vấn đề giải thoát. Thì đây là câu chuyện của Huệ Năng và Quyền Giác. Thì Quyền Giác sau khi gặp Lục Tổ Huệ Năng, tôi nói ngắn thôi nha, thì đặt câu hỏi liền. Huệ Năng nói: ngài từ đâu đến, đại đức từ đâu đến mà ngã mạn như vậy, đi ba vòng rồi xa à? Thì Quyền Giác nói: sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, ở đó mới lễ lại. Thì Lục Tổ mới trả lời: tại sao không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh, không ngay cái vô thường mà liễu tri cái chân thực? Thì Quyền Sách trả lời liền, Quyền Giác trả lời liền: nhận lại tức là vô sanh, mà liễu tri tức là chân thường. Thì Huệ Năng khen: đúng vậy, đúng vậy, bây giờ mới lễ lại một cách đàng hoàng, 3.000 quay nghi, 80 tế hạnh. Rồi sau đó mới xin tổ hầu ở hầu tổ. Thì đâu chừng 2-3 tiếng hồ đó thì xin về. Tổ mới chờ cha nội này nó đến mà không biết cái, sau hôm mới thử có một cái, thử thêm nữa. Mà hỏi ông về sao mau quá vậy, về sao chóng thế? Quyền Giác biết là tổ thử thử mình, vốn mình không động lý chống chạy. Tổ đặt trên đứng về sát thân, trên đứng đề quế độ, Quyền Giác đặt trên vấn đề tịnh độ. Nào vốn mình không động lấy cái gì chống chạy. Tổ mới hỏi: ai biết không động? Thì cũng trở lại hiện tượng, trở lại quế độ. Thì Quyền Giác trở lại tịnh độ: ai biết không động? Thì ông nói: chính tổ phân biệt, tự nó dòng nước mà giờ tổ chẻ nó thành ra sống, chính tại tổ phân biệt, không có ai. Ai biết, ai biết phân biệt? Thì ngài nói: chính nhân giả sanh tâm phân biệt. Thì tổ khen: đúng vậy, đúng vậy, ông hay quá, ông hiểu được cái ý vô sanh. Ông thực sự là hiểu được cái ý vô sanh. Thì Quyền Giác thấy tổ khen mình mà đút cái ngọn dao trong đó, nếu mình chụp là tổ lụi liền. Ngài hỏi: vô sanh mà há có ý sao? Vô sanh là bất tử, là niết bàn, mình lại có tư tưởng về niết bàn. Nếu tư tưởng về niết bàn thì niết bàn thành ra tư tưởng, thấy không? Thì tổ mới bước thêm một câu nữa: không ý thì ai phân biệt đây? Ông nói không có ý, không có ai thì lấy cái gì mà phân biệt? Không có ý mà cũng không có ai thì làm sao phân biệt vậy? Thánh nhân không biết cái gì, không có phân biệt gì hết, ăn chua cay rắn chát mặn nhọt cũng không biết, con chó con trâu người ta nam nữ thì cũng chẳng biết gì hết. Chẳng lẽ thánh nhân là như vậy? Thánh nhân không có phân biệt, mà phân biệt thì là ai là ý? Thì ở đây chúng ta thấy là cái khó khăn cũng là cái nhận thức thôi, mà nhận thức của thánh nhân như thế nào, nhận thức phàm phu như thế nào. Thì Quyền Giác mới trả lời: phân biệt thì có, thánh nhân cũng phân biệt nhưng không phải là ý. Rồi tổ khen: đúng, ông ở lại một đêm mai hãy về. Thì Quyền Giác ở lại một đêm, mai sáng vậy. Câu chuyện tới đây là dứt. Vậy thì quý vị nghĩ là nếu quý vị là thánh nhân thì quý vị phân biệt bằng cách nào? Phân biệt làm sao để khỏi lọt vào phàm phu? Thì đó là câu hỏi của tôi. Tóm lại chúng ta còn nắm được cái cuối cùng để trả lời cho nó dứt khoát. Nào đó là câu hỏi thứ nhất, cái bài thứ nhất. Còn cái bài thứ hai cũng vậy, cũng là cái nhận thức thôi. Thì tôi còn đưa ra cũng hoàn toàn là nhận thức. Nào, còn cái câu chuyện thứ ba nữa, câu chuyện của Bồ Đạt Ma là Lương Võ Đế, thì còn khúc sau. Còn sau này tôi sẽ đưa cái câu chuyện trạm xe, tức là trong Nikaya giữa Xá Lợi Phất và ông gì đó, ông Phú Lào Na. Thì câu chuyện cũng độc đáo, cũng là tư tưởng, cũng là nhận thức về cuộc sống này thôi. Thì chúng ta sẽ thấy là cái độc đáo của đạo Phật là cái tâm. Cái tâm chúng ta còn kêu là cái hiểu biết, kêu là cái nhận thức,
mà có bao nhiêu tứ tâm, kêu là cách phân biệt mà có bao nhiêu cách phân biệt. Thì ở đây Bồ Đạt Ma gặp Lương Giáo Đế, tôi nói tắt thôi không, thì Lương Giáo Qua Lương Giáo Đế hỏi liền: trẫm từ ngày lên ngôi đã cất tên 72 trên 72 cảnh trụ, độ hơn 3.000 tăng, vậy thì có công đức gì không, có trí tuệ không, có phải là bát nhã không? Thì Bồ Đạt Ma nói: chẳng có, chẳng phải bát nhã gì hết, chẳng có công đức gì hết. Ông tức, ông nói gì, cái đó là cái gì? Tôi nói cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng thì có hết. Lương Giáo Đế tức, nó hỏi vậy chứ trẫm cũng là Phật tử nè, cũng như Phật tử Ngọc Vân nè, nhưng cũng có học đệ nhất nghĩa thánh đế mà, trẫm hiểu bát nhã là cái gì, vậy xin hỏi tổ đệ nhất nghĩa thánh đế là cái gì? Không, nó mốc gì, không có mốc, cũng có đệ nhất nghĩa thánh đế gì hết, rỗng rang không có thánh phàm gì hết, chết chưa? Thì ông tức, ông nói vậy cho ai đứng trước mặt trẫm đây, không phải ngài là thánh tăng, tôi là phàm phu sao? Thì tôi trả lời họ không biết. Thoại chấm dứt. Bao nhiêu đưa ra, bao nhiêu cái đâu đưa ra thì tổ chặt 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 chứ không còn cái nào hết. Rồi làm sao mà nói chuyện nữa, thì ngài đành chấm dứt. Thì Bồ Đạt Ma thấy là Lương Giáo Đế không thể tiếp thu Phật pháp được, ngài mới dọt qua nước ha. Thôi tới đây còn khúc sau nữa, khúc sau đi gặp Thần Quang. Một sự đối đáp giữa Bồ Đạt Ma và Thần Quang nó ly kỳ hơn nữa. Nào, chúng ta còn phải trả lời cái đó, nhưng trả cái này trước. Vậy giờ tới phiên Phật tử trả về hai câu này ha. Giờ tôi tới đây hết rồi đó. Bây giờ phát tâm hay tự kêu đó thì tùy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con pháp danh Nghiêm Trường. Hôm nay con xin nói vấn đề giữa Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế. Thứ nhất là con xin đi thẳng vào vấn đề giữa Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế. Và có khác nhau giữa phước báo nhân thiên hữu lậu và công đức vô lậu hay không? Thì việc làm xây chùa độ tăng, Lương Võ Đế cho rằng đó là công đức vô lậu. Thì Bồ Đề Đạt Ma bảo rằng đó là chỉ là phước báo nhân thiên. Có hưởng thì tất có hết. Vậy thì ta có nên tiếp tục làm việc xây chùa, cúng dường, độ tăng, bố thí nữa hay không? Con xin đi vào vấn đề Bồ Đề Đạt Ma là con người tượng trưng cho trí tuệ bát nhã, còn Lương Giáo Đế thì biểu hiện cho trí thông minh của tư tưởng. Bát nhã thì bao giờ cũng bao trùm lấy tư tưởng, còn tư tưởng thì không với tới bát nhã. Bát nhã thấy biết được mọi sự diễn biến ngóc ngách động niệm của tư tưởng mà không bao giờ dính mắc vào đó, và chỉ biết thế thôi. Còn bản chất của tư tưởng là phân biệt chấp trước cái sửa, như Lương Giáo Đế trước như Lương Giáo Đế chấp vào đâu thì Bồ Đề Đạt Ma chấp tới đó. Trên bước đường tu tập ta nên biết rằng phước báo nhân thiên hữu lậu chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Nếu chấp phương tiện về làm cứu cánh thì đó là một sự sai lầm mà đạo Phật cho là vô minh. Ta phải nương vào phương tiện rồi quán chiếu và thao thức trăn trở trước vấn đề sống chết để giải thoát cho đến khi nào ngộ được bất tử mà thì thôi. Rồi sau đó đem bất tử đi vào cuộc sống mà không dính mắc vào cuộc sống. Như Bồ Đề Đạt Ma chẳng hạn, xin lấy một thí dụ, sống là biểu hiện của phước báo nhân thiên, còn dòng nước chân tâm là biểu hiện của công đức vô lậu. Từ sống không nhận được dòng nước chân tâm, nằm ngay nơi sống mà chấp vào sống là dòng nước chân tâm thì đạo Phật cho là vô minh, là mê mờ. Còn ngay nơi sống ta biết được sống chỉ là duyên khởi, là phát hiện từ dòng nước chân tâm lặng lẽ và trực nhận sống trở về dưới nước thì đó gọi là công đức vô lậu. Và khi công đức vô lậu được viên mãn thì bây giờ mọi phương tiện đều trở nên cứu cánh, gọi đó là chư pháp thực tướng. Còn phàm thánh khác nhau như thế nào? Bồ Đề Đạt Ma cho là không có phàm thánh gì hết. Phàm là tượng trưng cho tư tưởng, còn thánh là tượng trưng cho trí tuệ, bát nhã. Muốn đi đến cái bát nhã đó thì không phàm thánh gì hết, thì trước
Trước đến cái bát nhã không phần nữa gì hết, thì trước hết ta phải nương vào cái pháp bát nhã, tức là đệ nhất nghĩa thánh đế, và rồi thực hành quán chiếu đến khi thực chứng được tự thân bát nhã, thì đó mới thực sự là bát nhã. Còn nghe được pháp bát nhã rồi làm chấp cho là hiểu được bát nhã, bát nhã thì đó là một lầm lạc và dễ rơi vào ngũ ấm ma. Như trường hợp của Lương Giả Đế chẳng hạn, ông ta chỉ biết bát nhã qua sự tư tưởng khái niệm về bát nhã mà thôi. Thí dụ như sư thường giảng về cái bất tử, nó là phi điều kiện, nó rõ biết được ngũ uẩn, nhưng không phải là ngũ uẩn thì sanh diệt, còn nó thì bất sanh bất diệt, luôn luôn lặng lẽ trở về lặng lẽ. Nếu nghe qua ta cho mình là hiểu được bát nhã, chứng được bát nhã, thì quả thật là một sự sai lầm. Đó không phải là tự thân bát nhã đâu, mà tư tưởng khái niệm về bát nhã mà thôi, tức là phàm phu chỉ là phàm phu thôi. Rồi tiếp theo Lương Giả Đế nói vậy, trước mặt chậm là ai? Thì Bồ Đề Đạt Ma nói là quát là không biết. Bồ Đề Đạt Ma quả thật là từ bi đánh thức Lương Giả Đế tỉnh ngộ, nhưng ông vẫn không tiếp thu được nổi. Không biết ở đây có hai nghĩa, một là của địa ngục ồ cạch cạch không ngớ, hai là không biết của bậc thánh nhân, không biết gì hết mà biết tất cả mà không dính mắc vào hết, không còn thấy có tướng ta tướng người, và người nói tiếng nói, và người nghe đều là tam lưng không tịch. Trong cái không tịch này có đủ cả qua cả nguyệt cả lâu đài, và cuộc đối thoại đến đây chấm dứt. Con chim đại bàng các cánh bây giờ cõi rộng ràng. Nam mô A Di Đà Phật. Xin hết. Rồi bây giờ xong rồi, giờ ai nữa nè? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trả lời theo ý của sư, là câu chuyện tổ Bồ Đề Đạt Ma và vua Lương Võ Đế ngắn gọn về trí tự giác và thế tư tưởng. Tổ Bồ Đề Đạt Ma là nền tảng cho trí bát nhã, còn vua Lương Võ Đế là biểu hiện cho sự sáng suốt về tư tưởng. Vì có trí bát nhã là thấy biết mọi sự diễn biến của động niệm, của tư tưởng mà không dính mắc vào tư tưởng, đó chỉ biết mà thôi. Còn tư tưởng là có phân biệt chấp ngã cải sửa, như vua Lương Võ Đế chấp vào sự lập chùa bố thí cúng dường làm từ thiện mà hỏi ngài Đạt Ma như vậy có công đức và giải thoát không. Ngài Đạt Ma đáp rằng không có công đức mà có phước báo nhân tiên, có hưởng là có hết, không đem đến sự giải thoát cứu cánh. Nhưng người Phật tử tại gia cần phải có sự phát tâm cúng dường làm các việc bố thí, làm từ thiện, để đó là một nền tảng vững chắc cho sự tiến tu, và phải tư duy trong cuộc sống sanh tử giải thoát đến khi nào nhận được bất tử, mà không để áp dụng vào cuộc sống mà không dính mắc vào cuộc sống. Con xin thí dụ, sống là phước hữu lậu nhân thiên, còn vòng nước là biểu hiện cho công đức vô lậu. Từ trong sống nhận được vòng nước chân tâm mà nằm ngay trong sống, chấp vào sống là vòng nước chân tâm, thì trong đạo Phật cho đó là vô minh mê mờ. Còn ngay nơi sống ta biết được sống là duyên khởi, là phát hiện từ vòng nước chân tâm lặng lẽ trực nhận về với nước, đó là công đức vô lậu. Với vị ấy sống đời mô phạm, tri túc biết đủ và phát nguyện vãng sanh, chấp trì hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Khi thân hoài màn chung được vãng sanh tịnh độ, đó là giải thoát trên con đường Phật đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin hát mô Phật. Bây giờ ai phát tâm không thì tôi kêu, tôi có ghi những người đã có trả đổi nha. Mô Phật. Giờ tới ai nữa nè, ông Trí thì khó chạy. Mô Phật. Con xin trả theo cái lời câu hỏi của sư về câu chuyện của Huệ Năng và Quyền Giác. Thì qua sự trao đổi thì sư hỏi là có mấy cách phân biệt, và cái sự phân biệt của thánh khác với phân biệt của phàm như thế nào.
Thì theo con hiểu là có ba cách phân biệt. Cái thứ nhất là tự tánh phân biệt, cái thứ hai là cái đạt phân biệt, và cái thứ ba là tùy niệm phân biệt. Thì tự tánh phân biệt tức là phân biệt bằng trực giác mà không qua trung gian của ý thức và mặt na. Thì cái tự tánh phân biệt này thường là của tứ thánh trở lên, phân biệt một cách hồn nhiên mà không dính mắc. Cái phần thứ hai là kế đạt và tùy niệm thì là của phạm phu chúng ta phân biệt. Nhưng mà phạm phu chúng ta cũng có cái tự tánh phân biệt, tức là ở sát na đầu mà chúng ta không nhận được. Thí dụ như sát na đầu phân biệt của tự tánh phân biệt là tự cái phân biệt của năm thức đầu. Cái của năm thức đầu còn kế đạt, tức là tự tánh của năm thức đầu, còn kế đạt tức là sự so sánh. Mà so sánh ở đây có nghĩa là so sánh cái vật mà chúng ta nhìn thấy với cái pháp trần đã được gửi vào trong A Lợi Gia, để chúng ta lấy cái pháp trần đó chụp lên cái này để trả lời biết được đó là sự việc gì, thì đó là kế đạt. Trong đó cũng có tùy niệm, nói rõ hơn là tùy niệm là phân biệt. Kế đạt thì phân biệt bằng thức thứ sáu, hợp tác cái năm thức đầu, gọi là ngũ câu ý thức, và nó nghiêng về cái cộng nghiệp. Còn tùy niệm phân biệt tức là thức thứ sáu làm việc một mình, gọi là độc đầu ý thức, và nó nghiêng về cái biệt nghiệp. Thì con thí dụ bây giờ con nhìn cái máy quay phim, thì lần đầu tiên chưa có biết đó là cái máy quay phim, thì con mắt chúng ta nhìn vào cái máy và cái bóng ảnh của máy in trên võng mô, thì cái thần kinh thị giác mới đưa cái bóng ảnh này lên trên tung cu thần kinh để phân biệt là có vật. Thì cái sự phân biệt của năm thức đầu này ngay đây đó là tự tánh phân biệt. Rồi tiếp tục đưa lên thức thứ sáu, đưa lên thức thứ bảy, gửi vào trong A Lại Gia, thì đây là cái đường huân tập. Và khi trở ra qua thức thứ bảy, qua thức thứ sáu để đưa ra năm thức đầu ở ngoài, thì thức thứ sáu và thứ bảy nó cải sửa. Lúc nãy là có hình chưa tướng, thì nó làm rõ hơn là có hình có tướng, và cùng một nghiệp người mới đặt cho nó một cái danh. Thì ở đây nó chính là pháp trần. Và chúng ta tiếp tục lại huân tập cái pháp trần vào trong A Lại Gia thức. Thì lúc bấy giờ khi mà ta nhìn sự vật á, thì ta lấy cái hình ảnh nó bên ngoài để so sánh với cái pháp trần, thì đó là phân biệt kế đạt. Thì trong lúc này cũng có kỷ niệm, hoặc là khi về nhà chúng ta nhớ lại không có hình ảnh của máy quay phim, thì đó là tùy niệm phân biệt. Con sao qua cái bài thứ hai mà sư hỏi là giữa tổ Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế. Thì cái câu đầu tiên là sư hỏi là tổ bị bác Lương Võ Đế như vậy thì chúng ta có tiếp tục làm phước hay cúng dường nữa hay không. Thì Lương Võ Đế lầm chấp là bởi vì ông cúng dường xây chùa, cúng dường cho tăng, thì cái đó là ông có sự lựa chọn vì nghĩ rằng các vị tăng này là trên đường đi đến giải thoát, do đó ông cho đó là trí huệ. Nhưng mà tổ đã bác bỏ. Thì bây giờ sư hỏi là có nên tiếp tục hay không. Thì con xin nói là chúng ta vẫn tiếp tục cúng dường và bố thí. Nhưng bố thí và cúng dường bằng cách nào? Để chúng ta bố thí cho đúng, tức là tư tưởng, và bát nhã là trí huệ. Thì cái tư tưởng, nếu mà chúng ta bố thí theo tư tưởng thì chúng ta còn luân hồi, mà bố thí theo trí huệ thì chúng ta mới tiến đến con đường giải thoát được. Nếu mà muốn nhận rõ được như vậy thì việc đầu tiên chúng ta là phải nghe pháp, cái thứ hai là chúng ta phải học giáo lý để có nhận thức rõ ràng đúng đắn để mà chúng ta thực hành. Thì do đó theo con là phước báo và trí huệ phải song hành. Qua câu hỏi thứ hai là tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi là đệ nhất thánh nghĩa đế là gì, và tổ trả lời là bất nhiên vô thánh. Thì cái danh từ đệ nhất thánh nghĩa đế đó chính là cái danh từ giả lập
để mà phân biệt giữa thánh và phàm, mà Lương Võ Đế là cái người luôn luôn mang cái sự đầu óc phân biệt, tức là nghiêng nặng về mà tư tưởng. Do đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma muốn gợi lại cho ông để đánh thức ông trở về cái Bát Nhã, thì mới nói là quách nhiên vô tánh, có nghĩa là không có tánh phàm gì cả, mà Phật tánh chỉ là một, không có phân ra thánh với phàm mà thôi. Qua câu thứ ba là vua Lương Võ Đế vẫn tiếp tục lấy cái sự phân biệt để mà hỏi là ai đứng trước mặt trẫm đây. Tổ đã trả lời là không biết. Thì cái từ ai đây có nghĩa là cái giả ngã, cái tôi, cái ta, cái ngũ uẩn. Mà cái ngũ uẩn này là do sự mê mờ mà tạo lập nên, thì chả có biết cái gì cả. Mà cái biết đây á, phải là giác tánh mới biết. Giống như cái kỳ con có nghe được một câu, ông hỏi thiền sư, ông có biết tôi không? Thì ông kia trả lời là tôi thì không biết, biết thì không tôi. Và cái từ mà không biết của Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tức là muốn đánh thức cái tánh mà cái gợi lại cái chủng tử Bát Nhã của vua Lương Võ Đế. Nhưng mà ở đây Lương Võ Đế hoàn toàn sống với tư tưởng bằng cách phân biệt, chia sẻ và chụp mũ mà thôi. Do đó Tổ Bồ Đề không ở lại và bỏ ra đi. Thì qua hai cái thí dụ câu chuyện đó là để sư cho tụi con có nhận thức giữa Bát Nhã và tư tưởng. Nếu mà chúng ta nhận lầm cái tư tưởng là Bát Nhã thì chúng ta sẽ lọt vào ngũ ám ma. Nhưng qua hai phần đó chính là cái phần lý thuyết để đưa chúng con nhận lại và luôn theo đó để mà thực hành. Thì bây giờ cái phần thực hành theo con là sư cái ý là chúng con phải nắm được cái tam học, tức là giới, định và huệ. Thì cái giới chúng ta phải giữ cách cao để được cái giới gọi là giới thanh tịnh. Thì từ cái giới thanh tịnh đó chúng ta mới đưa ra đó là tâm thanh tịnh. Thì tâm thanh tịnh ở đây thì tối thiểu phải là nhất niệm của định nhị thiền. Từ đó mới đưa ra tới đó là kiến thanh tịnh, tức là cái thức trong sáng. Thì cái thức trong sáng ở đây để chúng ta nhận rõ, biết rõ cái diễn biến, cái tiến trình của ngũ uẩn của trong con người của chúng con. Và từ đó đưa vào biết rõ như vậy thì chúng con sẽ phá dần, phá tan được năm cái màn sương mù của năm mắm mà đã che mờ chân tâm chúng con từ bấy lâu nay, và để nhận lại cái Phật tánh và tường hằng và viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chính bạch sư, con nghe sư nói nếu ai biết thì chạy, không biết thì đi, không đi thì bò thì lá. Con biết nhúc nhích, hôm nay con nhúc nhích, sư cũng quan lý cho con. Con xin trả lời cái câu Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế. Lương Võ Đế hỏi Bồ Đề Đạt Ma, ta xây 72 cảnh chùa và độ hơn 3.000 tăng, có phải là công đức vô lậu không? Bồ Đề Đạt Ma nói cái đó là phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng thì có hết. Lương Võ Đế nói vậy ta có nên tiếp tục cúng dường, xây chùa, bố thí nữa không? Theo như sự hiểu biết của con thì ta không nên bỏ việc bố thí cúng dường, mặc dầu đó là cái phước báo nhân thiên hữu lậu, có hưởng thì có hết. Nhưng cái đó là cái bàn đạp, cái nền tảng để ta đi đến công đức vô lậu. Vì công đức vô lậu thuộc về Bát Nhã, còn phước báo hữu lậu thuộc về tư tưởng. Mà tư tưởng thì không dối tới Bát Nhã, còn Bát Nhã thì bao trùm lấy tư tưởng. Vì Bát Nhã biết được mọi sự diễn biến ngóc ngách của tư tưởng mà không dính mắc vào đó, biết chỉ biết thế thôi. Còn tư tưởng là phân biệt, chấp trước, cải sửa. Lương Võ Đế chấp trước vào đâu thì Bồ Đề Đạt Ma phá chấp tới đó. Kính bạch sư, con xin hết. Cũng vậy. Rồi giờ ai nữa nè, nói ngắn gọn đầy đủ rồi. Lương Võ Đế với Bồ Đề Đạt Ma từ ngày trẫm lên ngôi độ hơn 3.000 tăng,
và xây hơn 12 kiển chùa, có công đức gì không? Bồ Đề Đạt Ma trả lời là không có công đức gì hết, chỉ có một hai chỉ có phước báo, có hưởng tất có hết. Vậy có nên tiếp tục xây chùa cúng dường độ tăng nữa hay không? Phước báo nhân thiên thuộc về tư tưởng, còn công đức vô lậu thuộc về bất. Một hai bất nhã bất. Và cũng lấy tư tưởng, còn tư tưởng thì không giới tới bát nhã, không biết về bát nhã, còn biết bát nhã thì rõ, biết được tư tưởng, biết được mọi sự ngốc nghếch động niệm của tư tưởng, nhưng nếu bỏ tư tưởng thì bát nhã cũng mất luôn. Tư tưởng cho là bát nhã thì là một điều sai lầm. Đạo Phật kêu là mê mờ vô minh. Còn ngay nơi tư tưởng mà nhận tử, đạo Phật kêu là minh, là sáng, là giác ngộ. Thí dụ như con đây, từ trước tới nay chỉ biết lo bố thí cúng dường, làm việc từ thiện, rồi cho nó là công đức, là trí tuệ. Nay nhờ giữa Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế chợt thức tỉnh, biết việc làm trên chỉ là phương tiện chứ không phải cứu cánh, nhưng bỏ phương tiện thì cũng không đạt được cứu cánh, mà phải ngay nơi phương tiện nhận lại cứu cánh thì mới chuyển qua bát nhã được. Khi bát nhã được thuần thục rồi thì mọi phương tiện đều rõ nên bát nhã. Ô, A Di Đà Phật, con xin trả lại. Ôi, hôm nay khó lắm ạ. Biết là ngay phương tiện mà chiến của bát nhã là con độc đáo mà. Giờ ai nữa nè? Thì tôi xin trả lời câu hỏi có người viết lên hỏi rất hay. Thì trả lời chung cho Phật tử. Thì kỳ tới ai có làm đó thì tôi xin thưa trước là nếu nói thuộc lòng thì càng tốt hay vô cùng. Nhưng mà Phật tử chắc có con thỏ lên rồi quýnh cứ quên hết rồi. Thì thôi mình có thể viết trong giấy mình đọc cũng được. Nhưng mà nhớ tôi nhắc là phải của mình viết, của mình làm nha. Chứ không biểu người ta viết sẵn mình coi là không được ạ. Cái đó là tôi không đồng ý, vì cái này là để coi cái A Lại Gia của quý vị cái trình độ cỡ nào. Chứ không phải là tôi cố ý bắt buộc chê hay khen. Còn nếu mình không làm cũng được. Nhưng mà phải làm thì phải thật tình ạ. Đối tôi á, mình phải tự làm lấy. Và nếu mình run quá, nhiều khi mình ở nhà mình soạn sẵn rồi, vô đây cái 100 phần nó mất hết 90 rồi, còn có 10 phần à, thì viết cái giấy cầm cái bữa bối ra đọc cũng được. Nhưng mà tôi xin nhắc là của mình làm ha. Thì thôi còn 15 phút nữa 4 giờ tôi xin trả lời cái câu hỏi này, nó quan trọng đối với quý vị ha. Mà người Phật tử này hỏi rất hay, nhưng mà tôi xin biếu cho 2-3 cái nha. Nên là không nóng được cái bài giảng của tôi đã giảng cốt lõi rồi. Đây là câu hỏi. Bạch Hòa Phượng, con có một điều thắc mắc về thế giới Đông Phương của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Hoa Như Lai. Không biết nhân duyên gì, lúc nào con cũng niệm danh hiệu của Ngài, mà không biết khi mãn phần con có được về thế giới Đông Phương không? Đó là câu hỏi thắc mắc, bởi vì con nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng khi lâm chung bất cứ Phật nào đến tiếp dẫn cũng không được theo, ngoại trừ Đức Phật A-di-đà.
Bởi vì hàng ngày con niệm dược sư như vậy thì ra sao? Rồi thì câu hỏi ý nói là cổ vô cái tiền kiếp nào không biết mà cổ không niệm A Di Đà được, mà luôn luôn cái câu dược sư lưu ly hoa như lai hiện ra thì cổ tí niệm theo cái dược sư lưu ly hoa, như vậy có giảng sanh hay không? Thì cổ thắc mắc, nhưng mà nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói là bất cứ Phật nào hiện thì cũng đến tiếp dẫn cũng không theo, chỉ theo Đức Phật A Di Đà thôi. Thành ra cổ chới giới, mà bây giờ muốn niệm Di Đà thì đã quen dược sư lưu ly Như Lai rồi. Thì câu hỏi rất hay, thấy không? Thì đúng là tôi kêu mỗi người trả lời đó, còn không được là tôi cạo đầu hết pháp hội này, thấy không? Hôm trước tôi có giảng rồi, tôi nhắc lại. Trong 48 lời nguyện của Phật Di Đà có 3 lời nguyện liên quan một cách chặt chẽ đối với chúng ta, còn 48 lời nguyện kia là của Bồ Tát người ta tạo thế giới cực lạc. Đó là nguyện thứ mấy? 18, 19 và 20. 18 là thu thùng tịnh độ, tức là niệm Phật A Di Đà, nhớ Phật Di Đà, tưởng ở Phật A Di Đà, rồi thêm cái phát nguyện. Đúng là khỏi phát nguyện cũng vẫn dẫn sanh, nhưng phát nguyện để mạnh hơn. Bởi vì mình niệm Phật A Di Đà, mình nhớ Phật, nghĩ Phật mà không có phát nguyện làm sao nhớ ngài được. Thì cái đó là phát nguyện thêm, thì nó rất là vững chắc. Vì cái nguyện là cái tối quan trọng, nó quyết định cho vấn đề vãng sanh. Thành ra đã niệm Phật, nhớ Phật rồi thêm cái phát nguyện nữa là mạnh mẽ, thì cái đó là dư thừa, nhưng mà vãng sanh nó cao. Nếu cái phẩm hay cái sanh nó cao. Và nguyện thứ 19 là tu tất cả pháp môn khác, dầu cho tưởng Phật dục sư lưu ly, dầu cho là tu thiền tông, dầu cho minh sát tệ, dầu tu tiên. Thì nếu mà nhất niệm mà phát nguyện vẫn vãng sanh, đó là nguyện thứ 19. Theo là cái hiểu biết của tôi nha, chứ cái chữ tàu nó khó lắm. Tôi thấy mỗi người giảng khác nhau. Tôi thì tôi giảng tôi chịu trách nhiệm. Khi mà cái bài kinh đó của Phật viết mà mọi người giảng 10 cách khác nhau thì đừng có tin tôi. Quý vị trở về nghiền ngẫm rồi, như đó cô này là tin Tịnh Không, không có tin ai hết trơn á. Nhưng mà phải hiểu cho nó sáng tỏ, chứ mình không lấy mình làm căn bản. Rồi mọi người cũng như hồi thời Đức Phật thì 62 tôn giáo lại giảng, rồi Đức Phật lại giảng nữa. Không biết ai cũng nói mà đạo mình là cao nhất, thì 63 tôn giáo mình theo ai? Rồi thì Đức Phật có trả lời câu đó. Thành ra mình phải lấy cái trí tuệ hiểu biết của mình. Mà hiểu biết làm sao đấy? Tôi đã có làm cái cốt lõi đó rồi. Đức Phật đã đừng tin ai, cũng đừng bỏ. Dầu đó là Thế Tôn, dầu đó là cái truyền thống, dầu đó là do tổ sư nói lại, dầu đó do thầy mình chỉ dạy, dầu cho Đức Phật nói, đừng bao giờ tin, đừng bao giờ bỏ. Mà các con phải suy gẫm và áp dụng vào trong cuộc sống này. Cuộc sống này là niết bàn, cuộc sống này là địa ngục, cuộc sống này là thiên đường. Vì cái lời dạy đó mới áp dụng cuộc sống mà đem lại hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho tất cả, thì đó là đúng là niết bàn rồi, còn cái gì nữa? Thì mình phải suy gẫm cho nó rõ. Thôi đại khái là như vậy. Thì cái câu số bài số 20, 18 là tu thường tịnh độ, 19 là tu tất cả pháp môn khác, 20 là không tu tịnh độ, không tu pháp môn khác mà chỉ làm phước thôi. Bố thí cúng dường như nãy Hồi Đạt Ma đó, được cho đấy đó. Thấy không? Mà được nhất niệm. Nên nhớ là tôi dùng chữ nhất niệm nha. Mà nhất niệm không phải là niệm nhiều, niệm ít, không phải là lần lại 1000 lại Phật hay 1000 sâu. Tôi có giảng rồi. Nhất niệm tức là Phật nhập tâm, làm công quả, rồi công quả nó đi với tư tưởng mình dính liền một, thì đó là nhất niệm. Mà nếu phát nguyện có đó thì tự nhiên mình về cõi trời. Nhưng mà con không muốn về cõi trời, A Di Đà con tiếp dẫn con. A Di Đà hỏi con nhất niệm chưa? Nó con nhất niệm rồi. Con làm công quả mà con với công quả là một. Con không bao giờ nghĩ tới chuyện khác nữa. Trong lúc con làm công quả thì tâm con là công quả, công quả là tâm con. Con không để ý tới ngoài khác mà con tập trung vào vấn đề công quả. Cũng như mà nếu tụng kinh Địa Tạng thì có thể dòm kinh tụng, có thể nhắm mắt kinh nó cũng hiện, có đó là nhất niệm đấy. Thì giờ phát nguyện thì vẫn giảng sanh về cực lạc với Như Thượng, còn nếu không thì về cõi Địa Tạng.
Thì chúng ta phải hiểu vấn đề đó. Đó là 18, 19, 20. 18 là tu thường tịnh độ, 19 là tất cả pháp môn khác, 20 là không pháp môn nào, chỉ làm phước thôi. Mà ba cái này nếu nhất niệm và phát nguyện vẫn giảng sanh như thường. Rồi câu này có hỏi, bởi vì con nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng khi lâm chung bất cứ Phật nào đến tiếp dẫn cũng không được theo, ngoại trừ Đức Phật A-di-đà. Bởi vì hàng ngày con niệm dược sư như vậy thì làm sao? Thì tôi đã có nói rồi, bây giờ chính Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn mình cũng khoan có giảng sanh. Tôi đã có giảng cái đó rồi, không phải Phật A-di-đà đến tiếp dẫn rồi mình dẫn, mình đi theo Ngài. Mình phải coi Phật thiệt hay Phật giả. Nhiều khi mình phát nguyện mà mình chưa được nhất niệm, rồi mình vội vàng cho là nhất niệm, mình phát nguyện thì còn tạp niệm, thì ma quỷ nó nhân cái tạp niệm này nó biến thành hiện di đà. Tôi có giảng không? Mà thì mấy vị không nghe, không nghe. Là cái cô này đó thì giỏi rất hay, nhưng mà tôi tặng cho ba cái nha. Cái cô nào hỏi câu này đó, thì nếu mà A Di Đà hiện ra mình cũng khoan có theo. A Di Đà nói thôi giờ 7 bữa nữa con giảng sanh rồi, mình mừng quá, mình khoe 7 bữa thì giảng sanh về cõi ngạ quỷ súc sanh, uống cho cái đời tu mình. Thì phải tiếp tục cắn chặt câu niệm Phật, đừng có tin. Và phải nhớ khi mà Phật A Di Đà hiện mà cái hào quang nó nóng hoặc là nó không được sẵn khoái thì coi chừng. Rồi muốn coi nữa là tiếp tục cắn chặt câu niệm Phật cho nhất niệm hơn nữa, nếu mà nhất niệm thiệt. Còn nếu nhất niệm giả thì tất nhiên là ma quỷ nó cũng hiện vậy, mà cái hình ma A Di Đà đó mờ mờ thôi. Giờ nếu mình niệm cho nhất niệm tha thiết nữa thì A Di Đà càng cảm thì ngày ứng càng mạnh, thì cái hào quang nó sáng tỏ nó chiếu lại, thì nếu ma quỷ giả thì nó dắt đầu dắt dò lên cổ nó chạy mất thôi, thì biết đây là giả. Còn nếu thấy hào quang của A Di Đà cái hình ảnh càng ngày càng sáng tỏ thêm, rực rỡ thêm, và nó thấy sảng khoái, cái hào quang chiếu qua mình thấy sảng khoái vô cùng, thì đây đúng là A Di Đà thiệt. Thì mình có thể dùng tư tưởng nói chuyện với Ngài, Ngài cho mình mấy ngày đó, mình xin 3 năm, mình nói 2 năm mình không chịu, 1 năm không chịu, mình xin 7 bữa một ngày chấp nhận, thì tất nhiên giảng sanh. Còn bây giờ có hỏi vừa, con nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói lâm chung bất cứ Phật nào đến tiếp dẫn, thì dầu A Di Đà đến tiếp dẫn mình cũng khoan giảng sanh. Còn bây giờ nếu mà niệm Phật Dược Sư Lưu Ly thì giảng sanh không? Phật tử phải có cái sáng suốt ở trong đó, giảng sanh không? Nếu nói giảng sanh là sai, nếu nói không giảng sanh là trật. Phải hiểu rõ cái điều kiện. Nếu giờ tôi niệm Dược Sư Lưu Ly mà muốn niệm Dược Sư muốn giảng sanh thì phải sao? Tôi có giảng trong vấn đề là tiếp dẫn không? Giảng sanh là phải sáu căn mắt thấy hình tượng A Di Đà, thì bây giờ muốn về cõi Dược Sư Lưu Ly thì để hình tượng Lưu Ly, mắt phải nhìn Dược Sư Lưu Ly, tai phải nghe tiếng niệm Dược Sư Lưu Ly, mũi phải ngửi mùi, phải coi Sư Ly bên đó là có nho thốt nhang không, mà mỗi cảnh giới nó mỗi khác, nếu mà có thì nghe cái nhang mùi nhang trầm đó, miệng thì phải niệm Dược Sư Lưu Ly, mắt nhìn và tai nghe tiếng Dược Sư Lưu Ly, mũi phải ngửi mùi nhang trầm, miệng thì niệm Dược Sư Lưu Ly, thân thì quay về hướng Dược Sư Ly, nếu Ngài ở hướng đông mình phải quay về hướng đông, hướng về hướng tây thì trật lại rơ rồi. Thành ra muốn cái nào mình phải nắm vững cái pháp môn đó thì giảng sanh tới. Thì bây giờ Phật Dược Sư hiện ra, mình phải biết Dược Sư cái hình như thế nào, nếu mình nhìn đó thì Ngài hiện ra đúng thì mình cứ giảng sanh về cõi đó thôi, chứ không A Di Đà được. Còn nếu mình niệm Dược Sư mà các Phật khác lợi thì nghĩa là cũng giả rồi đó, có chừng. Còn bây giờ muốn biết Dược Sư Lưu Ly thiệt, mình cứ cắn chặt câu nữa mà cái hình ảnh Dược Sư Lưu Ly càng ngày càng sáng tỏ thì đúng rồi, cũng vậy thôi. Hiểu kịp không? Vậy thì cô này nếu muốn tiếp tục niệm Dược Sư thì niệm, nhưng mà phải coi kinh Dược Sư lại cho rõ. Tôi không có rành, Dược Sư Lưu Ly thủ có coi, thì phải coi cái hình ngài như thế nào và những cái điều kiện tính hạnh nguyện của Dược Sư Lưu Ly như thế nào. Mỗi vị có một cái tính hạnh nguyện khác. Cũng như Phật Di Đà 48 lời nguyện, Dược Sư bao nhiêu lời nguyện tôi không nhớ, tôi không biết. Bây giờ tôi không có thời gian tôi coi nhiều cái. Thì nếu cô muốn giảng sanh gì đó thì cô phải coi lại kinh Dược Sư.
Và tính hành nguyện cũng tính hành nguyện thôi, nhưng mà tính đây đó là giữ giới cho kỹ thì cũng giống hệt thôi. Còn hành tính đó, hành đó là cũng giữ năm giới thôi. Còn tính đó thì phải niệm dược sư lưu ly, niệm tới chừng nào nhất niệm thôi, thì cũng giống A Di Đà thôi. Niệm chừng nào mà nhớ khỏi niệm nữa, mà trong A Lại Gia cái câu niệm dược sư lưu ly nó phát ra, rồi mình tập trung nhớ dục sư ly, mình tống vô nó tràn ra, thì đây là nhất niệm. Thì mà nói Đức Phật dục sư ơi, con không muốn ở tội quý độ, Ngài tiếp dẫn con về đó, thì Ngài hiện ra. Mà mình phải thử cắn chặt con niệm Phật, mà càng ngày càng sáng tỏ thì đúng, thì mình xin Ngài. Cuối cùng mình muốn bảy bữa mình xin Ngài, nếu mà ok rồi tức là ngày đó mình giảng sạch. Nó cũng giống hệt tới. Hiểu không? Ai hỏi nó có sở nghi gì nữa không? Ai hỏi câu này tôi thấy cô Thiền đưa lại, tôi không biết có ai. Nếu có sở nghi đưa tay lên hỏi lại cho đành. Còn nếu không sở nghi thì thôi. Mà nếu không dẫn sanh trách tôi là không được à. Còn nếu mà y theo này mà không dẫn sanh tôi xin chịu tội. Mà thì đã lỡ niệm dược sư thì cứ tiếp tục niệm dược sư. Nhưng mà phải tính là nguyện mà cái điều kiện bên dược sư tôi không rành á. Tôi xin nói trước à. Tôi thì nghiên cứu A Di Đà thôi. Tính hạnh nguyện thì cái hành thì vẫn giống thôi. Còn cái niềm tin thì như thế nào tôi không biết ạ. Đó là do lời nguyện. Còn bên 48 lời nguyện của A Di Đà tôi có coi qua. Còn dược sư lưu ly bao nhiêu lời nguyện để tạo tịnh độ, mỗi vị có cái lời nguyện khác. Có Phật có 6 lời nguyện, có tập 6, 2, 12, 6, 3, 18, 6, 6, 36, 6, 7, 42. Chỉ có A Di Đà tới 48 lời nguyện. Thì cái đó tôi không biết ạ. Cái đó tôi nói thiệt, cái nào tôi biết là tôi biết. Tôi không có thời giờ mà coi hết kinh. Thì cái hình dược sư nó khác về Đại Di Đà. Thì quý vị muốn giảng sanh gì đó thì cô này phải coi về cái đó. Và từ nay từ bỏ A Di Đà, đừng có nhớ tới ngày nữa. Thì nhớ dược sư tôi. Thì 6 căn mắt phải nhìn dược sư lưu ly, tai phải nghe tiếng niệm sư lưu ly. Thì nó không có máy niệm, bây giờ chắc không có máy niệm dược sư. Và lỗ mũi phải ngửi mùi nhan trầm. Miệng luôn luôn miệng dược sư lưu ly, và cái thân dược sư lưng như hướng đông phương à, thì ngay giờ hướng mặt trời mọc. Thì làm cho đúng là cái này tôi không đành à. Tôi xin thưa là tôi nhắc vậy thôi. Còn muốn về lấy cái quyển dược sư lưu ly đọc lại. Thì cái đó bổn phận của cô. Nếu cô mà niệm A Di Đà được thì cứ niệm dược sư thôi. Thì cô vẫn giảng sanh, mà giảng sanh về cõi dược sư lưu ly dường như ở đông phương. Vì đồng ý chưa? Còn không sáng tỏ đưa tay lên hỏi, tôi không biết ai, thấy cô Thiền đem lại. Xong chưa? Nếu yên lặng là xong ha, còn không ấy thì hỏi lại. Còn đây là câu hỏi nữa. Quý vị sau này hỏi cứ hỏi nha, nhưng mà coi cái chừng cái đầu tóc mình đó. Tôi là tôi bực cái đó, không chịu nghiên cứu, không chịu ấy rồi cứ tin tịnh không, không tin tịnh không. Tôi không biểu là tin theo Hòa Thượng tịnh không. Mà tôi không hiểu là đừng có tin Ngài, cũng như đừng tin tôi, và cũng đừng có bắt tôi, mà phải dùng cái suy nghĩ của mình. Tôi giảng cái gì tôi cũng cản cái cốt lõi cho quý vị thôi. Quý vị cứ nắm cái cốt lõi đó thì quý vị đi nó đúng. Còn quý vị có lẫn quẩn như bài trả hôm nay đó thì cũng chưa có ai nắm cái cốt lõi. Có mình cô Dự Thái à, tôi nói là tương đối thôi. Còn quý vị trả cái giải thích dài dài như của tôi thì được, nhưng mà nó dài dòng. Còn nắm cái cốt lõi thì mình trả lời nó gọn, đeo mà luận nắm rõ ràng cái vấn đề giải thoát của mình, vấn đề giữa tư tưởng và bát nhã. Bữa nào tôi cũng lập cái đó hết trơn á, nhưng mà tôi không có tóm. Tôi để quý vị tóm, tôi vẫn có tóm nhưng mà tôi lướt qua thôi. Còn quý vị không chịu suy nghĩ, về phải tập ngồi thiền nha. Còn nếu ai có rảnh đó thì chủ nhật đi ra ngoài già ngoài đó, cái sông rất là rộng. Thì quý vị thấy cái tâm mình nó thoải mái. Rồi quý vị ôn lại 15 hạng chúng sanh. Ôn không phải một lần mà cả ngàn lần. Tôi giờ còn phải ôn à. Tôi phải coi cái tiến trình của tư tưởng như thế nào. Tôi càng ngày càng đi sâu. Nội cái sắc quẩn không đó mà tôi đi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, người, trời. Rồi sơ nhị tam tứ thiền. Rồi phải nhập lưu nhất lai tới A-la-hán, đi sâu tới đó mới xong cái sắc quẩn. Thọ quẩn cũng phải 15 hạng chúng sanh. Rồi tưởng quẩn phải 15 hạng chúng sanh.
rồi hành quấn có 15 mạng chúng sanh, mà tôi giảng là tôi phải thiền thí dụ. Mà thí dụ trong kinh thì tôi không thỏa mãn, thí dụ ngay trong cuộc sống gì, ba thí dụ, trăm thí dụ, tỷ tỷ thí dụ vẫn được như thường. Thế tôi đòi hỏi là cái chỗ đó. Mà nếu quý vị nắm được cái cốt lõi giữa tư tưởng bát nhã, được quý độ tịnh độ rồi thì quý vị dễ dàng thôi. Từ đó quý vị sẽ thấy rằng nó sẽ qua bát nhã một cách hồn nhiên. Chứ bát nhã không thể qua được khi mình tạo điều kiện sắp xếp nó, cố gắng để đi nó không phải là cố gắng. Mà nó là một sự trăn trở, tới kỳ nào tư tưởng mình thấy rõ hết nó rồi, cái gút mắt, cái xảo trá, cái hóc búa của nó mình thấy rõ hết thì đó là bát nhã. Chứ bát nhã không thể tu được. Chỉ cần làm sao hiểu cái hóc búa của tư tưởng, hiểu từng ngóc ngách, từng chi tiết của nó. Mà nếu hiểu được cái sắc quẩn thì mới có quả thánh luôn tới đầu tiên. Rồi hiểu được thọ quẩn mới qua quả thánh thứ nhì và thứ ba. Rồi hiểu được tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Thức quẩn là một phần nhỏ thôi thì mới đắc quả lại. Thì quý vị phải đi sâu hoài, phải ăn nằm với nó. Mà hiểu nó dễ dàng nhất đó là khi quý vị ngồi thiền. Ít nhất cũng 2 tiếng, 1 tiếng cũng được, nhưng mà chắc phải ngồi hoài nhiều lần thì quý vị mới thâm sâu nó. Và khi quý vị hiểu được cái hốc búa, cái diễn biến nó thì đó là nhập luôn. Nó mới sắc quẩn thôi, còn thọ quẩn quý vị phải tiếp tục nữa. Thì quý vị cố gắng. Thì tôi giờ trở lại thêm một câu hỏi nữa. Thì quý vị cứ hỏi, nhưng mà tôi nói xin thưa trước là phải về ôn lại, còn không khéo là tôi cạo đầu á. Chứ không phải cứ dẫn hoài, cứ hỏi tôi hoài là mấy vị không hỏi quý vị là không được. Con xin chân thành cảm ơn sư và cả pháp hội cho phép con, một người chưa phải Phật tử, được ngồi chung và nghe lời vàng ngọc của sư. Nhưng con thưa sư, chưa hiểu rõ thế nào là hữu lậu và vô lậu. Vì con có nghe người ta chửi người khác rằng người đó là hữu lậu. Vậy câu chửi này có phải là dùng từ hữu lậu từ đạo Phật không? Xin cảm ơn sư mô Phật. Thì câu này đúng đâu, không nên hỏi tôi. Mất thì giờ. Hỏi Phật tử ở đây đa số người ta rất giỏi. Thì tôi xin thưa cho nó gọn một chút thì giờ nó hết rồi. Hữu lậu là những cái gì? Lậu là rỉ ra. Hữu là có rỉ ra. Rỉ gì? Rỉ cái tham, cái sân, cái si. Thì đó là hữu lậu. Còn vô lậu là không có rỉ nữa. Lậu là rỉ ra nước mình để trong cái bình, nó lủng cái lỗ nó rỉ ra thì cái đó là lậu. Quý vị lấy cái bình nước, quý vị thục cái lỗ nhỏ, nó rỉ rỉ từ chút rồi hết cái bình đó thì cái đó là hữu lậu. Còn cái bình nó không có chảy thì đó là vô lậu. Thì trước sau nó vẫn vậy thôi. Giờ hiểu chứ lậu chưa? Lậu là rỉ ra. Như vậy cái thế tư tưởng là cái thế rỉ. Rỉ cái gì? Rỉ cái tham lam, rỉ cái sân giận, rỉ cái si mê. Mà cái gốc của tham đó là do si, cái gốc của sân cũng là do si. Mà si mê nãy tôi nói là cái lờ mờ. Mà từ đâu là có lờ mờ? Thì nữa mình nhảy biết rồi, tôi có nói cái ông, nói tắt một cái thôi rồi sau này tôi sẽ giảng rõ hơn. Là cái ông gì lớn nhất, đệ tướng đó. Thì ông nghe thiền sư giảng, ông mới lại nghe pháp. Thì ông cũng giống như cái ông ấy vậy, là đã là con người là giải thoát rồi, là sáng tỏ. Rồi tại sao lại có một niệm bất giác? Lại sao có một niệm mê mờ? Để rồi tham, để rồi sân. Cái niệm mê mờ ban đầu từ đâu mà có? Thì câu đó nhiều Phật tử thắc mắc. Thì câu đó là cái câu một cốt lõi của đạo Phật, không thể hỏi được, không thể trả lời được. Thành ra ông thiền sư đang giảng pháp thì ông này đưa tay lên hỏi liền. Trước pháp hội rất đông người, bạch hòa thượng, chứ như thế nào là vô minh? Tại sao mình là Phật rồi mà lại một niệm bất giác vô minh, để rồi luân hồi sanh tử, để rồi tham sân? Thì ông thiền sư ông trả lời rất hay. Ông không cần giải thích nhiều. Ông nói tể tướng, tể tướng. Ông kêu rất lớn, tể tướng, dạ, dạ.
cái đồ ăn cấm xuống, sao mày ngu si mà hỏi cái câu gì mà con nít quá vậy? Để tôi không tôi bị cái chửi nặng quá. Ông tay run mặt đỏ trừng ông sân. Ông nói sao hòa thượng chửi con đâu có hỏi cái gì nặng, hòa thượng đâu, hòa thượng giận hòa thượng chửi con quá nặng vậy. Thì trường trưởng cười nói, đó, đó, cái vô minh từ đó đấy tể tướng. Nó bắt đầu từ đâu? Từ một niệm bất giác, không tỉnh thức. Mình tỉnh thức thì bắt đầu mới có vô minh, rồi vô minh mới có sân, mới có tham, mới có rung tái, mới có nói hòa thượng tại sao mà chửi con. Thì cái đó thôi cứ bỏ qua, chúng ta để sau này tôi giảng lại. Cái vô minh nó còn có nhiều cách giảng, mà nó có, nó là cái căn bản đầu tiên của đạo Phật mà tôi đã có giảng rồi, quý vị không để ý thì phải giảng lại nhiều lần nữa, thấy không? Thì ở đây cũng vậy, thì cô này có hỏi về hữu lậu vô lậu, cổ là chưa phải là Phật tử mà đặt câu hỏi cũng này. Ở ngoài người ta nói mày là cái đồ hữu lậu mà cổ không biết hữu lậu là phải danh từ Phật giáo hay không, thì tôi cũng chả biết, không cần biết danh từ Phật giáo gì hết ta, nhưng cái ý nghĩa của hữu lậu vô lậu là gì? Thì hữu lậu là cái thế giới của tư tưởng, thế giới của tham sân và si. Còn vô lậu là thấy rõ tham sân si là không có dính mắc vào đó nữa, đại khái là như vậy. Thì nếu cô muốn đạt cái đó thì cô phải là bậc thánh. Còn nếu không cô chạy đâu chạy, thì cái hữu lậu là thô lỗ, cọc cằn, đê tiện, và cái hữu lậu cao thượng. Thì cao thượng vẫn là hữu lậu, có người vẫn sân mà quý vị không biết đâu. Thì cái này là cái hữu lậu cao thượng. Người ta chửi mình, nhiều khi mà sân mình chửi lại, người ta đánh mình một bạt tay, mình đánh lại ba bốn, thì đó là thô lỗ. Còn người ta đánh nhiều khi, người ta chửi mình mỉm cười thôi. Trả thù độc đáo à. Thứ này, về tính toán này kia, mướn người đánh hoặc là đập người này trả thù. Thì cái này cũng là hữu lậu. Còn khi mà vô lậu là người chửi không có, cái tiếng chửi không có, người bị chửi không có, không phải là không có, mà đều phát hiện từ cái chân không, tức là cái lặng lẽ. Thì thôi đại khái là như vậy. Cô này chưa thì để hỏi bạn đạo mình, thấy không? Rồi như vậy là có ai thắc mắc cái gì nữa không? Cái này là Phật tử dư trả lời thôi. Thì tôi nhắc lại ha, là bây giờ về cố gắng ôn lại hai bài giảng của tôi, thấy không? Tức là Lương Giới Đế và Bồ Đề Đạt Ma. Thì còn khúc sau nữa thì chúng ta sau này tôi sẽ triết lý về Lương Giới Đế là gì, Bồ Đạt Ma là gì. Còn sau rồi Bồ Đạt mới bỏ Lương Giới Đế đi là tiếp thu cái Bát Nhã không được, giống như quý vị đó, khó mà tiếp thu. Thành ra Đức Phật muốn nhập diệt lúc Ngài đắc quả. Thì qua cái thứ hai là những người tiếp thu được, đó là thần quan. Thì cái đối đáp nó lại chuyển biến hơi khác chút. Thì quý vị về ôn lại cái đó. Tôi thấy ở đây quý vị trả bài rất hay, tôi rất tán thán. Nhưng sự nhân là quý vị không nắm được cái cốt lõi của tôi, trả làm sao cho ngắn, gọn, đầy đủ giữa tư tưởng và bát nhã. Thì trong cái quý vị trả là đa số là diễn biến theo cái thế tư tưởng. Thì trong đó hay nhất là ông Thiện Khánh với cô Như Đất và một số nữa. Nhưng mà cũng không nắm được cái cốt lõi tôi. Nó gọn mà nó rõ ràng, nó đầy đủ, mà đứng về phương diện bát nhã nhiều hơn. Bởi vì trong bát nhã là có tư tưởng, còn nếu mà diễn biến tại thế tư tưởng thì nó không diễn tả được, không dối tới bát nhã được. Mà nếu diễn biến lạc đồng với bát nhã thì trong đó có cái tư tưởng. Thì đại khái là tôi muốn nói vậy. Thì ngắn gọn mà quý vị nói dài quá trời quá dài. Nhất là đó có ông Thiện Mỹ, ông diễn tả rất hay mà nói trời ơi tràn gian đại hải, mà là toàn là thế tư tưởng không. Thôi quý vị về làm heo, để thì giờ nó không có. Rồi sao ai có thắc mắc gì thì cứ viết giấy vô hỏi. Nhưng mà tôi xin thưa là hỏi cho ngắn gọn, là còn Phật tử nào mà chưa biết gì hết thì có hỏi bạn đạo mình. Cái gì cũng đem tôi hết thì giờ không có heo. Thành ra hãy hỏi, mình phải coi chừng cái đầu tóc của mình. Thì thôi như vậy là tôi xin tạm ngưng ở đây.